nhộn nhịp đất chật người đông như thế này, nhưng có một gia đình thì có hẳn một vườn cây ăn quả ở trên tầng thượng, và vườn cây ấy thì có quả cả bốn mùa. Giới thiệu em này, đây là khu khung trời riêng của anh đây, và anh chỉ trồng cây ăn quả. Ví dụ ở đây là cây bưởi này. Vâng. Cây này cũng trồng được 6-7 năm nay rồi. Bưởi. À, ui quả mít đấy kìa. Cây mít này anh trồng đến cây thứ hai rồi. Ra quả nhưng nó chỉ to được bằng quả xoài, nó lại teo. Thế mình cũng khó chịu, tập trung để ý nó để cố lại trồng được. Vâng. Nhưng mà cũng không được. May gặp anh nông nghiệp, anh hướng dẫn. Thế trồng đến năm nay bắt đầu nó ra quả. Mà mình cũng không dám chụp ảnh khoe, sợ là mọi lần khoe là cứ đến to to tí là nó teo. Nên lần này giờ nó chín rồi thì mình dám đăng Facebook để khoe các bạn. Đây ổi mỡ là con gái anh thích nhất đây. Cây ổi này là ổi găng ngày xưa, hồi trẻ nó hay có ổi mỡ ấy. Còn ổi xiêm thì quanh năm nó cũng như này thôi. Thì ở trên này nó cũng khoảng 18 mét thôi. Hồi đầu mình không biết trồng thì cũng trồng đủ loại. Như sau đây anh cứ lọc bớt đi, anh cây nào anh cảm tưởng thích thì anh để lại. Em vốn thấy là mọi người hay trồng rau ở trên sân thượng, trồng cây ăn quả mà lại còn là nhiều cây lâu năm như này thì em cũng ít thấy, khó không anh? Ngay thì cái đất mình phải làm tốt từ đất đã. Nói thật ra hồi đầu thì anh cũng nghĩ đã đơn giản, thì cũng gọi thì 100 bao đất về, nghĩ là mà cái bao đấy mình bê được. Chứ bê được có một tầng thì phải vứt đấy, đành phải nhờ người chuyển lên, xong phải tưới. Cũng lên mạng anh cũng nghiên cứu và tưới, anh làm cái tưới tự động, hẹn giờ. Sáng anh cho tưới khoảng một ít, buổi chiều tùy theo mùa. Mùa hè thì anh cho tưới nhiều hơn, mùa đông anh cho tưới ít đi thôi. Từ lúc đấy là cái cây anh nó luôn luôn xanh. Còn bốn quả nó to hay là nó ra được nhiều quả thì lúc này phải bón phân cho cây nó tốt, thì anh làm thêm như cái ống như này này, thì anh pha nước anh đổ thẳng nó vào trong đây. Cái phân này nó ăn thẳng vào cái rễ, từ khi có nó thì cây kia nó cũng đẹp hơn. Lại còn trước này em hái được không? Hái được, em cứ hái đi. Được hái quả trên cây là sướng nhất luôn ý. Rồi cứ giật thoải mái. Trời ơi, đây to thế. Cái quả này đã đấy, còn là to quả nữa nhất chưa? Nó phải to được gấp rưỡi quả này. Một năm nó có 2 vụ, do mình cắt cành sớm mới muộn. Sau khi cắn một miếng rất ngon thì phát hiện ra là ăn quả táo này xong rất là bổ. Nói chung là lần nào cho ai cũng khen ngon, nhưng họ cũng đòi là lần sau cho nữa. Nhưng thật ra mỗi cây nó có vài chục quả chứ có nhiều đâu. Trồng cây này có phải thích nhất là lúc mà được thu hoạch không hả anh Chiến? Thật ra trồng lên để mình chỗ để mình nghỉ ngơi hoặc là mình lên mình đọc sách thôi, chứ còn ra là quả này thì mua ở ngoài đó không nhiều đâu. Nhưng có cái quả này bạn bè lên ấy, cứ hái được quả ăn trên cây mọi người thích. Nói chung là cây của anh là cũng lúc nào không có quả. Anh chảy anh làm thử sinh tố cho mọi người uống thử. Em mời uống thử thì tươi nhỉ? Ép nó thơm. Mình có đứa con gái nó cũng hợp mình, thì 2-3 con cái thì thẳng trò chuyện hay lên đây ngồi thi nhau vẽ, thế là cùng một cái cảnh xem ai vẽ đẹp hơn. Thế nó cứ thi nhau.